ba của thôn Minh Châu, thôn Minh Hải, Minh Châu, Vân Đồn, xã Minh Châu, Yên Nhi Hotel. Đây là tuyến đường đi bộ Minh Châu. Sau khi đi tắm biển về thì anh em đi bộ từ bãi biển ra phố đi bộ về biệt thự nhà mình ở quê trưa nay. Không khí ở đây yên tĩnh, trong lành, sau cuộc sống ồn ào của đại biểu, rồi cuộc sống đi bộ.
tối bắt đầu là đông, cũng được khách du lịch tới tham gia phố rồi phố đi bộ này. Bây giờ các nhà hàng đang làm công tác chuẩn bị cho phục vụ buổi tối cho khách du lịch. Châu xe đạp Minh Châu của huyện Vân Đồn.